đó thèn. Đây anh em. Con đầu tiên luôn. Con đầu tiên luôn đó. Tiếp tục nghe em. Con thứ hai nha anh em. Con thứ hai nha. Con thứ hai nha anh em. Này con mồi tư, tư được về nha. Tiếp tục anh em.
thứ hai nha anh em. Con thứ hai nha. Đường đầu tiên luôn. Đường thấy xuống ngọn táp dính luôn. Không ngờ được chứ. Tiếp tục nha anh em. Con thứ ba chứ. Ok anh em. Đường duy nhất luôn anh em. Mẹ con. Một đường duy nhất luôn. Đây là V luôn. Của công Phạm luôn. Không cần nhiều. Đủ. Đây là V. Con thứ ba, con thứ tư nghe nè. Nhiều không? Thứ ba có, bốn con rồi. Câu rê á hả? Dạ. Đá dữ vậy trời. Đây mới dính con hả? Bốn con rồi. Chỗ này không á? Không có là sớm giờ. Ok anh em. Mình về tới nhà nha anh em. Anh em rồi anh em xem thành quả của hiện câu ngày nay nha. Bốn con anh em ơi. Đây. Quả của hiện câu ngày nay nè. Đi hồi 11 giờ. Đi hồi 11 giờ. Được 4 con. Này cá bự bự không anh em ơi. Cá bự không à? Bật đèn lên hỗ trợ đối phụ rồi. Đây không thi. Đây. Bốn con. Bốn con đều trọng bự không anh em. Rồi. Rồi giờ mình để đây. Làm công việc cái. Cái này cũng máy cũng bị lỗi. Nên không có làm clip cho anh em. Được 4 con nè. Cho 4 con. Hả? Cho mấy lửa. 4 con. Dạ. Ăn uống gì nổi. Chuyện thôi thì chịu. Năm sáu rồi lâu lâu ăn. Ủa quên cái con ở nhà mà mày. Chưa hết thuốc chưa đi. Mình câu phải cần bulawa cho anh em mà bị gãy rồi. Gãy hai khúc luôn, khúc gốc và khúc ngọn. Này tự hình nói lại nha. Máy thì máy abu. Đó, còn câu mồi thì mồi TNV. Nha, thằng câu của TNV có công Phạm. Anh em. Rất là nhạy cá. Anh em ví dụ muốn câu nhạy cá không bị mớm thì cứ mua mồi của công Phạm. Nhưng mà mồi này có cái lỗi là dễ dính body nha anh em. Dễ dính gác. Mồi này dễ dính body. Dễ lũng body lắm. Hay dễ dính gác lắm. Anh em kéo từ từ kéo thì nó không bị dính gác. Rồi anh em chịu cực sửa. Quăng cái nào mình cũng quay lên mình sửa lại cho anh em ơi. Chứ để thôi nó sẽ dính vô body, sẽ không bị sóc cá. Đó. Nãy có một con hiện bị sóc body, thành ra sảy hết con. Tổng cộng mình câu 4 con, sảy một con là 5 con. Nha anh em. Thôi, bây giờ hiện cũng lâu lắm rồi, cái máy nó bị lỗi. Đang đợi nó bảo hành. Thì hôm nay thì máy đã về, mình đi ngày nay được 4 con. Cũng đủ clip cho anh em rồi đó. Rồi, giờ hiện tạm biệt anh em nha. Chào tạm biệt anh em. Anh em clip sau nha. Hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ Hiền nha. Rồi anh em mà cứ vào tương tác với Hiền đi, Hiền sẽ trả đủ cho anh em nha. Bây giờ cho xem thành quả cái nữa nha. Cho anh em xem kỹ cái nữa. Hiền sẽ đây.
nha. Còn con ê đừng nhảy con, cho coi nghe, không gì đâu mà nhảy. Đó, con này cũng trọng trọng không nè, không nhỏ đâu nha. Đây. Ừ. Rồi thôi thì cũng xin kết thúc video, hẹn anh clip sau nha, chào tạm biệt anh em. Này sáng sáng coi tới thui vậy, cái này sáng nè, đây đó sáng rồi nè, thấy rõ chưa. Thôi chào tạm biệt anh em nha, hẹn anh clip sau. Bye.